Describer extended from families. Yep. Compare people. Discuss family cultural. Đúng rồi em. Tradition. Tradition. Hiểu đọc với chị nha. Describe. Describe. Em kết âm bờ ha. And cultural tradition. Cultural tradition. Yeah, cool. Are there any new for you? New words for you? Compare. Compare. Yeah. Cậu mấy kia biết hết này, hiểu không? So sánh. Cultural tradition. Yeah, yeah. Hiếu, do you remember tradition? Cái truyền thống gia đình của em, đúng không? Yeah. And cultural là cái truyền thống về văn hóa em ha. All right. So we have your bài tiếng của chị. Cultural. Culture and cultural. Right. Huey, do you care much about the culture of Canada or Canadian people? I know a little bit about culture of Canada. Yeah, yeah. All right. Do you often talk to your Canadian friends? Sometimes. Yeah. Is there any special about their culture that you want to share? I surprised about cái là người trẻ ở đây người ta tự lập sớm. Tự lập sớm. Even younger than 18. Yeah, 16. Oh, 16. Okay. And how we call how can we consider that they have an independent life? Yeah. Can you share more? Họ đi làm cái part time job từ sớm để kiếm tiền tự nuôi mình. Từ 16, 17 tuổi luôn hả Hiếu? Vâng. Yeah, yeah. 18 tuổi thì bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Không dữ quá hả? Bắt ra khỏi nhà. Bắt ra khỏi nhà luôn. Trời ơi, nếu sao? Mà còn ở nhà thì thu tiền nhà. Tiền nhà luôn Hiếu. Oh my god. Trời, chị thương mẹ chị quá. Thế là chị, you know, I'm 30 years old and I'm still living here. Trời, thương mẹ quá để chút đóng tiền nhà. Okay, right. Do you often talk to your mom and dad? Every weekend. Every week. Yeah. Are you busy with your daily job, Huey, and studying? Yeah, I'm very busy on from Monday to Friday. Oh, how about your weekends? What will you do on your weekends? I go to supermarket and I go to park. The park, go for a walk and go home, play video game. Yeah, I see. Okay, right. So now we can move to part one. Oh, no, review cho em ha. Or no audio. Oh, it's all right. Can you wait for me? Nó bự quá vậy ta. Can you help me? So from grandparents. Hiếu, chị không nghĩ nó khó với em đâu. So simple to you. Can you have a look? Right. So for the second row. You, how can you understand cousin? Yeah, I know cousins. Okay. Do you have many cousins in Vietnam? We have, you know, hai bên nội ngoại. Nhiều lắm đúng không Hiếu? There are many. Yeah. But do you remember all of them? Do you know everyone? Yeah, I know everyone, but nhiều người quá, kể không hết. Too many, yeah, yeah. Không, chị hỏi thăm thôi, giống như vậy chị nha. I don't have many cousins, only some, yeah. But you know, they are super busy, you know, some of them are, không phải celeb nữa em, nhưng mà đang là chuẩn bị làm celeb, trời ơi, đi chạy show. Yeah, okay, they have so many show to dance, to play, yeah. My father in law. Father in law. Here, đây đây. In law.
như là In nội à, không không từ 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 Hiếu, cái in-laws ha, nó là theo pháp luật thì đó là cha của em, có nghĩa là mẹ vợ và cha vợ của em ha. Ok, và cái này là chị hay bị lát lắm, là Hiếu gì sẽ chỉ cho em coi. Cái in-laws cái nó có s, nó chỉ số chung ha, cả ba cả mẹ anh chị em bên vợ bên bên chồng của mình, nhưng mà nếu mà nó tách riêng ra thì nó mất chữ s, father-in-law. Yeah nè anh, brother-in-law. Nó khoanh cái anh. Rồi, nephew and niece. Nephew and niece. Ở đây nè em. Do Younger uncle. know Mr. Nghĩa là cái ông mà hai nephew and nephew gì ấy. Chị có xem không ấy? Cho chị xin cái tên đi Hiếu, chị xin cái tên đi để chị sẽ thử. Georgia. Nghe quen quá vậy ta. Chờ chờ nhìn nha. Georgia. Georgia vậy đúng không em? Uncle Go. How Uncle, nghĩa là can chú you spell it? Uncle chú Roger. Uncle Georgia, yeah. Yeah, chị biết anh đó. Hai niece and nephew. Okay, yeah. Huh? How can Dạ. you repeat? You are his nephew. Phải không Hiếu? Em mới nói gì? Em mới nói gì? Hai nephew ấy. À, nghĩa là câu chào của anh này hay nói hai Oh, niece and Hannes ổng là uncle đúng không em? nephew. Trời chị nghe lộn là I am his nephew. Trời chị hết hồn luôn. Chị tưởng bữa giờ chị đang nói chuyện với celeb. Chị không biết. Yeah, so in your family, Huey, are there any people wants or desire to become a celebrity? No, Nobody. nobody. I see. Yeah. Ở bên chị ấy, em có nghe ồn không Hiếu? It's okay. Ở Everything. cái con gì mà nó kêu dữ vậy? Thường thường là ba chị sẽ để ở ngoài để bán. Có chuyện gì chắc là đóng cửa dưới hay sao mới đem nó lên, nó chút xíu thôi em. Chỗ nó la. Ok. Right. Extended family. Huey, do you understand what call extended family? No, I don't know. Rồi. Extended Giống friend. như mà gia đình mà nhiều như vậy nè em, we have so many family members in the family. Is your family an extended one? Của em, nhà em có phải không Hiếu? Chờ chị, chờ chị đánh cho em câu đó. Is your family an extended family? Unextended. Ủa? Yeah. Nhà của mình có phải là một cái gia đình mà đông người á em, đông thành viên? No, my No. family have four Four people. Okay. Do you have any siblings? people. I have a old sister. Older sister. Yeah. Is she moving to Canada with you? No, she Oh. work in Vietnam. Yeah, Việt Nam. Okay. Oh, vậy là right, so your family tradition is not going studying abroad. So why do you choose to move there? Maybe I think study in a different country make me grow up. Yeah. Make you grow up. Chờ chị một phút nha. Em nhớ chữ này không Hiếu? Hình như mình có nói qua sao? Sure. Mature, yeah. Giống như kiểu nha, chị nói chuyện với Hiếu đó, không phải là cái mặt thì rất là trẻ nha, nhưng mà nhưng mà em biết rất là nhiều thứ. You can share with me a lot of things. Cho nên đó, em có thể gọi là mature Hiếu. Giỏi á Hiếu. Yeah, cho nhiều khi chị quên luôn, chị tưởng là em hai mấy, 24, 23, 24. Yeah, kind of. Yeah, okay, so come back. So, do you want to live in an extended family where you can have your grandparents, your sister, your cousin? Canada chị. Ở Việt Nam, ở Canada thì em ở có một mình thôi đúng không? Vâng. Thế hương. Right. So, do I think life now? No. Right. When you finish your studying, will you come back to Vietnam? I think for maybe 4 years. Maybe in 4 years. The next 4 years, I am.
The next 4 years. Trời, vậy là 4 năm nữa. I see. And how often can you visit Vietnam a year? Every I think every summer I can go back to Vietnam, but I don't have money yet. Thấy thương, thấy thương. Nó mắc lắm hả Hiếu? Is it expensive for a ticket? It's $1,000 $1,000. Em đang nói đô Mỹ đúng không? Hiếu cho Trinh dễ tính xong em nói đô Canada. Đô Canada. Vậy là around 18 million Việt Nam đồng. Yeah, I agree. So it's... Mà về thì phải giả tiền nhà. Không có được, mình không có... Ờ, đúng rồi, tại người ta giữ cái nhà cho mình hay Hiếu ha? Yeah. Ờ, đau lòng quá. Nói vậy đừng về em ơi. Yeah. But does your mommy say anything? She say ở lại đây keep money. Đây. Hãy keep ở money. Lại đó đi con. Vậy là mẹ cho mình đi tiếp hay Hiếu Hà. So for the story. À, để chị kể cho nghe anh này mắc cười lắm là có một cái đợt á, tại vì chị ở với nhà chị quen rồi. So at that time em biết Bình Dương province. Yeah. Yeah. Okay. I need to move to Bình Dương for 6 months because of an internship. Hả ta? Chị phải đi thực tập. Chị có thể dùng internship được đúng không Hiếu? Around 6 months, and then when I come back, I come back to mom and family. She said, gia đình đủ người rồi. Con khỏi về. I have enough member. Trời mặt ghê. Bị chối bỏ Hiếu. Nghe chúng đi đóng tiền nhà này Hiếu. Okay, right. Can you help me to read here one tip? English for today word. Đây nó bị nhỏ không Hiếu? Em có đọc được. Cảm ơn em. Understand English speakers from different language backgrounds. Yeah. Email Portuguese speaker. Right. Portuguese là nước nào Hiếu nhỉ? Bồ Đào Nha. Yeah. Oh. But Hiếu, do you watch football? Yeah, I like football. Oh, thì ra là vậy. Mấy bạn mà xem bóng đá là rành mấy cái nước lắm. Okay, right. So now we can start. Ê, trời, chị chưa share sao cho em. Wait for me. Family photos. Who's that guy? Your Who's brother? That guy? No, that's my brother-in-law, Matthew. He's married to my older sister, Alexa. And this is their son, Aiden. He's adopted. Do they have any other children? No, just the one. He's an only child. Looks like they're having a great time in New York. Actually, they live there. They do? Wow. How often do you see them? We get together about twice a year. Get together. And what about these kids? They're my younger sisters. Ariana's the girl, and these are her little brothers, Cole and Casey. Cole and Casey look so much alike. Are they twins? They are. They all live in Vancouver, but we keep in touch on the internet. Rồi, chị mình vô thôi. Khoan, chị phóng bự lên cho em dễ thấy. Sao nó vẫn nhỏ vậy ta? Hay như vậy vậy ta? It's okay. Right. So, please, you are Emma and I'm Grace. Who's that guy? Your brother? Chết chà, chị sai rồi, Hiếu ơi. Hồi hồi mình đổi nha, tại cái này đọc nhiều hơn. No, that's my brother-in-law, Matthew. He's married to my older sister, Alyssa, and this is their son, Aiden. He's adopted. Do they have any other children? No, just the one. He's an only child. Looks like they are having a great time in New York. Actually, they live there. They do? Wow. How often do you see them? We get together about twice a year. And what about the kids? They are my younger sisters. Ariana is the girl, and these are her little brothers, Cole and Casey. Cole and Casey look so much alike. Ờ, đó em alike. Alike. Yeah. Are they twins? Twins. Yeah, they are. They all live in Vancouver, but we keep in touch on the internet. Vậy mình đổi vai ha. Who's that guy? Your brother?
No, that's my brother-in-law, Matthew. He's married to my older sister, Alexa, and this is their son, Aiden. He's adopted. Adopted, yeah. Do they have any other children? No, just the one. He's an only child. Child. Looks like they're having a great time in New York. Actually, they live there. They do? Wow. How often do you see them? We get together about twice a year. And what about these kids? They are my younger sisters, Ariana's the girl, and these are their little brothers, yeah. Cole and Casey look so much alike. Are they twins? They all live in Vancouver, but we keep in touch on internet. Rồi, Hiếu chờ chị một phút nữa, chị đi dẹp hang chim này vô đằng sau. Nó ồn quá. Thank you. Nó hót quá chạy không nghe đi nói gì nữa. Chính đã về rồi em ơi. Ok, rồi bây giờ chị em mình sẽ dịch nha Hiếu ha. Hiếu ơi, cái mic của em bị tắt rồi. Ủa phải không ta? Tại sao vậy ta? Sorry. Không sao, không sao. Dạ, dạ. Rồi, vậy mình vô thôi. Có cái nào làm cho em không hiểu lắm không Hiếu? Adopted. Yeah, adopted. Một cái em ha. Twice là 12 lần đúng không chị? Twice. Cái nào vậy Hiếu? Hai lần thôi Hiếu. Twice, yeah. No. Ổn hả? You understand. Twins. Okay. Rồi bây giờ em sẽ hiểu gì này Hiếu từ từ nha. Cái ở đó là một chữ lạ Hiếu. Đi với Trinh. À, em nói chưa? Nhận nuôi đồ á. Adopt. Yeah. Tức là bé đó không phải là của họ đúng không em? Adopt. Là cái họ là người nhận nè. Đây là động từ chính của nó. Nhưng mà cái thằng bé đó thì nó be adopted. Được nhận hả? Rồi. Cái thứ hai là em nói cái gì vậy ta? Cái twice rồi nè. Còn cái gì nữa ta? Twins, em xem nha. Look alike là gì Hiếu? Look so much alike. Trông họ rất đúng. Hai đứa mà nó giống nhau là nó là twins. Oh yeah. Okay. Then nó sinh đôi em ha. Alright. An only child. Hồi nãy chị thấy cái gì đây chị nói với em nha. Rod and Floor, this is the son. Get together là gì Hiếu ơi? Gặp mặt đấy chị. Không nghe Hiếu ơi. Nghĩa là gặp mặt đấy. Chị hiểu rồi, bên chị nó mưa quá. Chị đi đóng cái cửa nó nha Hiếu, chờ chị một phút nha, không có nghe Hiếu nói gì hết. Yeah. Chị nghe em. Dạ, chị nghe là nó vẫn ồn lắm. Get together Hiếu. Nặng nghĩa là gặp mặt đấy. Yeah, chính xác, get together là gặp nhau. Hình như là hết rồi á. Chứ dịch giùm chị cái khúc này nha, nó hơi bị rối khúc này. Cái khúc của Race nói nè em. Ariana là ai? Còn Cole and Casey là ai? Theo em. Ariana là con gái của chị của Emma. Younger sister. Là chị hay Anna, là em? Em. Đúng. Còn hai bạn này là ai vậy em? Cole and Casey. Cũng là em nhưng mà em trai. Em trai của Ariana đúng không em?
Ok, ổn ha. Cái khúc nào bắt đầu nhiều lên, cái bắt đầu chị bị lát lát, rối rối. Rồi, xong hết. Hai bạn đó là twin luôn em ha. Rồi, hết. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thông tin nha. So, we need to read the sentences and you can choose true or false here. Grace is Adams. And wait, là cái gì chị? Cái nào Hiếu? And, cái đúng không? And, yeah. Là gì Hiếu, là gì? Là vợ của Uncle đó, Uncle Roger. Yeah. Why is Ed? Em kiếm chữ Aiden nha, Chinh Chinh kiếm phụ em. Aiden ha. Đây. Oh, Aiden. Oh, first is true. Why is it Aiden? True. Yeah, okay. Oh. Matthew. Đây nè. Oh, yes. Yeah. Matthew's sister-in-law. True. Okay. Sister-in-law. Ari and four. False, yeah. Sao em lẻo vậy? Hiếu chị đang... Trời ơi, em phân tiện cái này. Okay. Còn chị rất là lát với cái này nha. Alexa, my older sister, chị. One is. Chà, cái này khó nephews. Hiếu. Có một three cháu. Nephews. Một cháu gái là con bé Ariana phải không ta? Con bé này với lại một bé Aiden với lại Cohen Casey, so it's true, right? Oh yeah. Aiden. Tụi nó là con nít hết đó em. True. True, yeah. Matthew and Alyssa have four. False, thank you. Okay. Alright. Okay. Chết rồi, bên chị mưa quá, chị sẽ rất là khó nghe. I have... Oh, okay. Hiếu, is your sister married? She is married. She is married. And does she have any children yet? Yeah, she has one kid. Ah, so is that your, nếu mà vậy thì đó là your niece or your nephew, right? Nephew là con gái. Niece là con gái. Để wait a minute. Niece. Your niece. Oh, I see. Hai bé cháu. Đúng rồi đó em. Con anh chị, con em. Okay. Your niece. Right. So do you have a good relationship with your niece? My niece is born next year and I never em chưa bao giờ gặp mặt. Next year hay là last year, Hiếu? Last year. Oh, last year. Chào thấy Hương, mới có một tuổi thôi, and she can't call six months. Your name. Six months only. Yeah, Chinh hiểu rồi. Okay. Yeah. Maybe we can stop here, move. Chết rồi. Hiếu ơi, can you hear me? Can you listen to me? I can hear you. Yeah. That's nice. Report news about relationship, yo em ơi. Okay, we listen first. Read and listen. They're single. They're single. They're engaged. He's her fiance. Yeah. She's his fiance. They're married. They're separated. Oh. They're divorced. He's her ex-husband. She's his ex-wife. Ex-wife. She's widowed. Widow. Yeah, right. Now, six phrases. They are single. They are engaged. He's her fiance. Okay. She's his fiance. They are married. They are separated. Yeah, separated. Yeah. They are divorced. Yeah. He's her ex-husband. Yeah. She's his ex-wife. Yeah. She's widowed.
She's widow. She's widow. Lại lùng em hai chữ này là y nha. Chữ này cũng là y nè Hiếu. They are engaged. Engaged. Okay. Em hiểu hết là Hiếu là nó có hình nó dễ cho em. Yeah. All right. Engaged là đính hôn thôi. Đúng rồi. Họ mới đính hôn and với fiance nhau. Fiance nè. Là chị biết khi mà em đính hôn xong thì cái đó người đó gọi là gì ta? Cái gì ta? Trời tức quá. Cái người mà để chưa có là vợ chồng, hôn phu, tương lai. Trời ơi, quên cái chữ đó. Chờ chị nhà để chị coi nó dịch sao. Đúng rồi đó em. Hai cái này á, cái người nữ á, thêm một chữ e, nhưng mà cũng đọc là fiancé luôn ha, Hiếu hả? Fiancé. Yeah, is engaged to be married. They separated and they divorced. How are they different, you? How are different? Yeah. Oh. Nên là một cái thì ra tòa hẳn hoi, một cái thì mới giận nhau. Mới giận thôi à, you? Separated, it means you don't live with your partner anymore. Yeah. 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 Okay. Widow là quá phụ, người chồng mất. Chị không có biết là có dùng được cho nam không nha, chờ chị chút. Và không có biết là dùng được cho con trai á, mà vợ mất. Bên má chị nói lắm. Widow. Được luôn nha em. Tại vì their spouse, vợ hoặc chồng mất thì họ là widow. Okay. Widow. Right. Ổn áp em ha. Cái này bé Hiếu còn nhỏ, mình không có nói nhiều được. Okay. So, do you often argue with your family members when you live in Vietnam? I have one family. Không nghe. Đây là gì? Đây là gì? Argue. Bé có bao giờ mà tranh cãi với người nhà không? Ever argue? Bên chị bị khó nghe phải không Hiếu? Em vẫn nghe được chị chắc không nghe được em. Chị không nghe được, chị hay nghe khó mà. Have you ever argued with your family members? I think sometimes when I angry. Okay. Nhìn Hiếu cũng angry nữa hả Hiếu? So what case hoặc which things hoặc là thầy nhà makes you angry? Can you share with me? I think I go home late. have fun hanging out with my friend. And then I go home late. So my mother, she say, "Mara." She say anything. Never go back home again. Oh, mắc cười quá. But when you were outside, did she call you and remind you to come back home? Yeah, she call me and I don't, nghĩa là em không bắt máy. Nhưng mà lúc đấy em không thấy là em không thích bắt máy luôn. Lúc đây em không bắt máy. Em không, đi không chơi. Bắt máy. Trời ơi, thằng nhỏ. Rồi, vậy cái mình nói là em đã không bắt máy lúc đó, em sẽ nói sao? I don't pick up my phone. Chính xác. I don't pick up my phone. Ổn luôn. Để chị chuyển thành quá khứ. I didn't pick up my phone. Yeah. Okay. Vậy cái này là lạ nha. Tại vì giống như chị nhìn Hiếu hà. I thought that you are a very good boy. Never. Sometimes I didn't pick up my phone. Chị mất cười quá. Alright. So how can you describe yourself in some adjective? I think I'm good. Good, yeah, good. A good boy. All right. And em có thấy cái chữ này. Obedient. Em vâng lời, đúng không Hiếu? Yeah, obedient, right? But sometimes nó có cái chữ cứng đầu nha Hiếu, là kiểu stubborn. Thường nghĩa xấu. Stubborn.
Oh, cũng có hiếu hạ, tại mình con trai mà. Ừ. Okay. Right. When you were younger and when you were still in Vietnam, who do you scare most? Your father or your mom? I think my parents never hit me Oh, never. and Trời ơi, never hit you. Yeah. But sometimes they will, gọi là cái gì ta? They scold you. They nag you. Cằn nhằn thôi em ha. Alright, I got it. Cho nên chị mới hỏi là nếu mỗi lần vậy đúng không? So how would you react whenever you argue with your parents? Đây, nghĩa là em lắng nghe, nghe Em để im hiểu, lặng. À. em im lặng, nghe. Em nghe thôi hả? Yeah, I see. Vậy mình nói cái im lặng đó, em sẽ dùng cụm gì? Don't say Ok, don't say anything là một cụm tốt nè. I keep silent. Em sẽ im lặng hoài. keep Yeah. silence. Ổn em ha. Ok, hồi nói gia đình cũng nhiều lắm. Right, bây giờ mình sẽ nghe tiếp em ha. We will listen to some people talking about their story and you can guess the status. Yo. Listen and infer the marital status of the person in each conversation. Circle the correct status. Conversation one. Who are these people in the picture? That older couple? Those are my in-laws. Of course. They look just like Larry. Yeah, they do. Conversation two. These two are a cute couple. Who are they? That's my aunt, and that's her ex-husband. Her ex-husband? Yeah, they're not married anymore. Oh. Conversation three. Is that your sister? Yes, it is. And who's that guy? Her husband? Not yet. That's her fiance. Oh, how nice. Conversation four. Who's that in this picture? That's my sister and her husband. Nice looking couple. They were a nice looking couple. They're thinking about getting divorced. That's too bad. Oh, yeah, I see. She's living with my parents right now. Yeah. Oh my, you can guess everything, right? Yeah. Right, so the first one, the woman is? The woman is single. Yeah. Number two. Number two, his aunt is a kết hôn in grade. Phải không ta? Chờ chị một xíu nha. Chị sẽ quay lại cái đó cho em. Để chị lấy những cái câu hay cho em cứ lặp lại à. Chờ chị một phút vô. Listen and infer the map in each conversation. Dài quá. Conversation one. Yeah. Who are these people in the picture? That older couple? Those are my in-laws. Of course. They look just like Larry. Yeah, they do. Yeah. Cái số 1 này Hiếu em sẽ nghe. They are my gì Hiếu? They are my gì? Larry. À, Larry là cái tên của cái ông đó nha. Chị quay lại cho em. Of course. They look just like Larry. Just, yeah, they do. The in-laws. Bạn nói vậy nè Hiếu. People in the picture. That older couple? Those are my in-laws. Those are my in-laws. Oh, tức là in my... tức là bà phải có cái gia đình bên chồng, bà mới gọi người ta là in-law đó Hiếu. Vậy là the woman is engaged. Married. Is, chứ sao chị sai, is married. Okay. Married. Rồi, vậy là mình xử lý một cái xong. Cái gì của có một cái câu em sẽ biết vô. Of course. They look just like Larry. Yeah, they do. They are just like Larry. Em hiểu cái câu đó là sao Hiếu? Nó khó nghĩa nhỉ? Họ trông giống nhau. Đúng 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 đúng. Đây nè. They are just like. Hồi nãy chị nghe chữ like đó, chị không có nghe rõ, bị mưa quá. Vì em sẽ thấy, ê, nhìn họ giống như Larry ghê. Tại vì họ là gia đình của bên chồng bà này. Chồng ông tên là Larry. Rồi. Conversation 2. These two are a cute couple. Who are they? That's my aunt. And that's her ex-husband. Her ex-husband? Right. Her ex-husband? Devoted. Chính xác. She is divorced. Okay. Cái này Hiếu em để chữ O thiệt là rõ nha. Divorced.
Divorced. Yeah, they're not married anymore. Yeah. À, có câu này hay lắm Hiếu. Ông mới nói nha, em phải nghe với chị. Husband? Yeah, they're not married anymore. Rồi, ông nói sao Hiếu? They are not married anymore. Yeah, đúng rồi. They are not married. Not married anymore. Rồi, em sẽ thấy ở đây. Cái thằng married nó là cái trạng thái của em ha. Kết hôn. Vậy thì không còn kết hôn nữa. Okay, right. Conversation 3. Is that your sister? Yes, it is. And who's that guy? Oh, well, cái này em chọn cái gì Hiếu? Engaged. Engaged. Không, cái này đúng nha. Good job. And the last one. Her sister is? Divorced. Chưa divorced nha em. Tự để chị kéo qua. Who's that in this picture? That's my sister and her husband. Nice looking couple. They were a nice looking couple. They're thinking about getting divorced. Getting divorced. Đúng rồi. Nhưng mà they were thinking about. Cho nên họ đang separate. Họ chưa có đến cái mức này em ha. Đang suy nghĩ thôi. Okay. Ổn Hiếu ha. Alright. So now we can move here. Grammar. Simple present tense. Cái này chị nghĩ là Hiếu rất là cứng nè. Em coi có cần nói cái gì ở đây không Hiếu ha? No. No. Okay, you got it. Cái expression. Cái... Does, goes. Cái này chuyện về. Đúng không em? Exception. Là một cái vài cái ngoại lệ. Rồi. Mình qua đây Hiếu he. Rồi cái bài này cũng dễ dàng cho em nè. Chị em mình thay phiên nha. Hiếu hỏi trước chị trả lời cho. Are your cousin have any children? Yeah. Are phải không Hiếu? Are your cousin? Yeah. Hay là do Hiếu? Do. Yeah. Nhưng mà chị đang suy nghĩ là cousin là chị không có nhiều người nè em. Chỉ có một người thôi. Cho nên là does. Yeah. Yes, she does. She has two kids, a girl and a boy. Em thấy cái này in-law là cái phía bên vợ bên chồng đúng không em? Yeah, đây. Và em sẽ nói sao? Do your in-laws live in Toronto? Yeah, no, they don't. They live in Ottawa. Does your parents work? Do. Đúng không em? Nhiều người. Do your parents. Right. Do your parents. Nhưng mà sao cái câu một cousin does. Tại vì á Hiếu có một cái cô đó thôi. Cousin là anh chị em họ của mình đúng không Hiếu? Em thấy nè, she là một có một người thôi. Cái xuống đây nó trả lời là đây nè Hiếu, là nó đông rồi đó. Ok. Với lại ở đây nó có do. S nè Hiếu. Đó. Do your parents work in Quito? Work in Quito. Yes, they do. Yeah. Yes, do Hiếu, do Hiếu. Em hỏi do thì Trinh trả lời do ha. Okay. They work for the government. Rồi. Tới lượt chị hỏi em trả lời nha Hiếu. Chị thấy vậy nè Hiếu, thằng này nó có một hồi. Chị sẽ dùng là does. Rồi tới lượt Hiếu trả lời nha. Does he like hip hop? No, he doesn't. Yeah. He likes it at all. Cái lại đó nó kỳ ha Hiếu hả? Nó nói vậy nè, không thích. Không hề thích một chút nào luôn. He don't like. Doesn't like. He doesn't like he it. He doesn't like. At all. Right. See. Okay. Does her ex-husband see the kids? Yes, he does. He does them a lot. He see. He see. See. Yeah. He sees them a lot. Okay. Do you call your nieces every day? No, I don't.
Nó gọi tôi. They call me. They call me. Okay. Tại vì có còn gì hỏi em không? Hỏi về gia đình chút xíu đi. Alright. So, what do your parents do in Vietnam, Hiếu? My parents do is a seller. A seller. So what do they sell in Vietnam, Hiếu? In meat. Không nghe Hiếu. In bán thịt đấy. Meat hả Hiếu? Oh. Meat. Oh, cố lên Hiếu còn xíu nữa. Yeah, so they're selling meat in the market, right? Yeah. Oh, okay. Là nhà của em. Do they raise the pig? Có nuôi con heo không, không Hiếu? Hay là mình chỉ bán thôi? My parents sell a duck. Oh, trời, I really love duck. Okay. Do you have farm or no, do you? Mình no, just sell. Just sell. Okay, I see. All right, đúng hả? Mình muốn biết chắc là miss seller. Giờ chị một phút nha, chị nhớ cái chữ nào đó nhưng mà chị sợ là không có phải cái chữ đó đúng. Butcher. Là cái gì vậy ta? Butcher. How to butcher. Cái người, cái chị sợ cái này là người chặt thịt heo thôi. Giờ chị tí nha. A butcher. Thôi cái này có nghĩa xấu nhưng chị không thích. Thôi cái này có nghĩa xấu. Kiểu như cũng là người bán nhưng mà nó có dính một vài cái nghĩa thôi. No, we don't know. We should not use that. Miss seller. Okay, right. So, and how about your sister? Does she work at home or does she live separate? She work in a store. At it's store. A store about clothes. Oh, cái đó mình cũng okay. Yeah, clothes store. Chị nhà đi với em. Clothing store. Clothing store. Hmm. Yeah, maybe. Okay, I see. Right, and you said that your hometown is in Hải Phòng, am I right? Trời ơi, chị đã nhớ được rồi. I see. So, if you want to fly back to Vietnam, you need to land in Tân Sơn Nhất Airport. No. Hay là em bay thẳng nè? I go to Nội Bài. Oh, yeah. And from Nội Bài Airport, how long does it take you to get home? I think 1.5 hours. Oh, trời, such a long flight. Trời, ngồi xong là cụp cái lưng luôn á Hiếu. And ngồi máy bay 20 mấy tiếng. Trời ơi, ngồi đi một ngày. Yeah. Okay, so you should stay in Canada. Để xong luôn rồi về cũng được em ơi. Khổ à. Okay, got it. Right, so now we can listen to the conversation. Read and listen to good news about a relationship. What's new? Actually, I have some good news. My sister just got engaged. Mm-hmm. That's great. Congratulations. Thanks. So tell me about her fiancé. What does he do? Well, he works at Red Corps. He's an engineer. Mm. Okay. Right. Or bad news. Bad news. Actually, I have some bad news. My sister just got divorced. I'm sorry to hear that. Is she okay? Yes, she is. Thanks for asking. Okay. Rồi, vậy mình vô hai Hiếu ha. You first. Để chị kêu nó bự lên. What's new? Actually, I have some good news. My sister just got engaged. That's great. Congratulations. Thanks. So tell me about her fiancé. What does he do? Well, he was at Red Corps. He's an engineer. Engineer. Yeah, bad news chị lên luôn nha. Actually, I have some bad news. My sister just got divorced. I'm sorry to hear that. Is she okay? Yes, she is. Thanks for asking. Đổi em ha.
So what's new? Actually, I have some good news. My sister just got engaged. Engaged. Yeah, that's great. Congratulations. Thanks. So tell me about her fiance. What does he do? Well, he works at Record. He is an engineer. Engineer. Bad news, Luong Hieu ơi. Bad news. Actually, I have some bad news. My sister just got divorced. I'm sorry to hear that. Is she okay? Yes, she is. Thanks for asking. Cảm ơn em. Thank you. Okay. Nói về gia đình mình cũng không có nhiều ha. Mình cũng không có nói. Mình cũng không có biết người lớn sao. So maybe we can skip this one. Có một cái chị muốn gửi cho em đó là cái chữ get. Ví dụ Hà Hiếu. Những cái thằng mà tính từ này Hiếu. Engage. Đến hôm rồi. Em sẽ dùng là get engaged. Okay. Hoặc là hồi nãy nè. Got divorced. Hoặc là get divorced. Okay. Dạ hết. Mình còn xíu thời gian mình đi luôn đi Hiếu. Destroy extended families. Trời, cái này cũng nhức não lắm nè. Vô em ơi. Read and listen. Stepfather. Stepfather. Stepmother. Stepbrother. Stepsister. Stepson. Stepdaughter. Half-sister. Half-brother. Okay. Yeah, khỏi cần đọc lại hai Hiếu ha. À, em xem dùm Trinh có cái nào khó hiểu không? Step là bố mẹ kế hả chị? Đúng rồi Hiếu. Stepson với daughter là con của con gọi là con ghẻ thì nó hơi ấy em ha, con của vợ sau, chồng sau. Con riêng. Ừ. Giỏi quá Hiếu ơi. Yeah. Step. Step. Half sister and half brother. Em coi nha. Giống như có một nửa đúng không? Một nửa. Đây. Have the same father, different mom. Cái thằng bé hồi nãy em thấy nó là half brother của Trinh. Yeah. Còn nếu mà không có liên quan gì luôn thì sẽ là step. Okay. Đúng là gia đình extended nó nhiều quá Hiếu ha. Hồi trước chị không biết có cái half, chị nghĩ nó là step của chị, nhưng mà hồi chị học tới cái half thì chị biết. Okay. I married his brother 3 years ago. All right. Rồi bây giờ chị mình vô một cái bài nghe đi Hiếu. Chị sợ nó bị rối thôi, nhưng mà từ từ mình sẽ làm được. So listen to infer. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up together. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. After a few years, my father married again. We don't live together, but I call his new wife mom. Mm. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The 3 of us are really happy together. Speaker 5. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. Chết cha Hiếu rồi, cái cú chị hết hiểu luôn. Chị nghe một hồi, trời sao mà em căng quá vậy? Step, that. Ôi chị mới quá, hình như vậy á. Bây giờ từ từ nha, sẽ cái số 1. So why do you choose 3? 3 daughter. Yeah, I agree. Carol is his? 7. Yeah, his gì vậy em? Carol. Nghe lại với chị nha. Trời, chị nghe hồi chị bị lát luôn nè. Carol, number 2. Speaker 1. Học cái này rồi. Well, after his 3 daughters. And I know he loves them a lot. 3 daughters. Speaker 2.
Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we... Her mom married my dad when I was 7. Vậy thì hai đứa nói là xì tép đúng không em? Step sister. Yeah, cool. Đúng rồi đó em. Oh, we really grew up together. We really grew up together. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. New mom. After a few. À, cái này chị biết. À, so. New mom. Yeah. Em làm có số em làm gì nè Hiếu. Cô ấy gọi người mẹ kế của cổ là mom. She calls her stepmom. Đúng rồi. She calls her stepmother mom. A few years, my father married again. EO là ai vậy em? Do you remember? No. Yo. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. Stepson. Ghê, chỗ Hiếu em lẹ quá Hiếu ơi. That's true. The three of us are really happy together. Yeah. Speaker 5. Hank and I have the same father. Chị biết rồi. Half brother. Okay. Trời ơi, chị kể em nghe lạ hả? Ở trong nhà của chị á, nói chung là em có nhiều cousin. I don't have many. But sometimes when I see my uncle, my aunt, mà nó không có chia chú bác đúng không em? Việt Nam mình có chia. So, chị lát luôn. Very lag. Yeah. I cannot deal with the number of family members. Yes. Rồi, giờ mình đi cái xíu ở đây. Information question. Chị nghĩ là em sẽ đáp ổn với cái này. How often? Okay. Hiếu nhìn qua Hiếu Hà, have a look. I don't think you have any problems with this kind of question. Câu hỏi lấy thông tin. Yeah. But please be careful những câu hỏi subject này em, câu hỏi chủ ngữ. Who? Ai ở Hồng Kông giờ? Thì em sẽ trả lời câu này sao? Who lives in Hong Kong? Who lives? My cousin. My cousin live in Hong Kong. Okay. Rồi. Em đặt chị một vài câu ha. Thí dụ em nói chị hỏi là who supports you with your studying fee? Thì em sẽ trả lời sao? My parents have helped me. Yeah, your parents help you. I see. And then who you know that? Who helped you with your homework? Nobody. Ah, really? Yeah. Okay. So how would you do if you don't understand something? And then I send my homework to my friend, and my friend can explain to me. Oh. Có những bài học giỏi sẽ chỉ mình em ha. Are you studying or working in a team? As a team. I think I study same class. Oh, same class for every subject, right? One or two subjects. I see. Do you easily make friends? Can you easily make friends? For me, I think it's very hard because I don't talk too much. Oh, em ít nói. Oh, okay. Right. So, how can you have friends in Canada before? My friend in Canada, Miami. Mời em đi cà phê cái gì đó thì quen. Mình sẽ nói sao ta? Ví dụ người ta mời mình là invite me to coffee. Đúng rồi. Have some coffee. Em sẽ có động từ là mời đi uống cà phê ha. To have some coffee. Chị có nghe nói cái này, em kiểm tra giùm Trinh nha. Đó là to grab some coffee. Tại vì chị coi TikTok á.
chỉ có tốt tốt á, cho nên nói dễ hiểu. Okay, so if you have any chance, can you help me to check? Yeah. Rồi, who nữa hả em hè? Who do you love most in your family? Who do you... I love both. Yeah. My father and my mother. I love both. You love them the same. Okay. And then, do you get along well with your sister? I think no, because no. I do not have my sister. Oh yeah, em. Oh, chị em. Yeah, okay, okay. Mình nói là, so how do you say that? Why do you say that? Yeah, like my sister is in a. Hai chị em quên. Ngay thẳng hả em hay sao? Không nghe. Nghiêm khắc. Oh, nghiêm khắc. Bé em, mình sẽ lấy chữ này. Rất là strict. Và ngược lại với nó em sẽ có easy going. Đúng không Hiếu? So are you an easy going person? Yes, I am easy going. Chắc khôn chứ chị thấy em cũng strict. Em cũng strict nha Hiếu. Tại vì em ít nói đúng không? Not talkative. Yeah, okay. Rồi. Chị sẽ hỏi thăm một chút xíu nữa là chị em mình xong. Okay, family nữa hả? Right. So, do you refer an independent life, independent life, or do you refer living with your family? I like independent life. Independent. Independent life. Yeah, chị gửi cho em. Depend. Dependent. Cái này nó giống giống nhau, khó đánh ghê. Dependent, yeah. Rồi, nó sẽ có gắn thêm ly nữa em ha. Ok, hoặc là independently. Live independently, yeah. Right. Nhưng mà nếu mà em bệnh thì sao? What if you get sick? Nên là đi du học quen rồi nên là một mình. Thiệt luôn á. Yeah. Okay. So what would you do if you get sick or maybe fever, sneezing? When I have a fever and I bộ nghỉ học và sẽ nằm ở nhà. Where can you get the medicine? I get in là mấy cái tiệm đồ thuốc. Ở bên đó người ta có ghi chữ pharmacy không hiểu? Yeah, pharmacy. Yeah, the pharmacy. Pharmacy. Okay. Hiểu cho bé chữ drugstore nữa. Drugstore. Vậy là em giỏi thật sự luôn á Hiếu. Chị kể cho em nghe. Whenever I get sick, giống như chị sắp chết vậy. Chị lăn lóng lóc. I ask mommy to buy medicine for me. Trời em giỏi quá. Mắc cỡ quá. Because I have no choice. Đúng rồi. You have no choice. Em Paris. Không biết mấy chữ R nữa. Lâu quá không dùng. Chị kể cho em một cái bí mật. Đó là chị rất là dở trong những cái việc mà spelling. Khi mà nó lặp lại vậy này là chị sao không có nhớ. Chị chỉ nói ok thôi. Cho nên đi thi hay bị điểm viết hay bị học dốt. Điểm thấp. Ok. Right. So, among four skills here, which skill are you confident the most? I think it's listening and speaking. Yeah, it's good for you. Okay. Chờ chị một phút nha. Sorry. Okay, so we can finish our lesson here. What are you going to do next, Huey? I go do some skin my face. Yeah, như ngày nào mình cũng to clean my face and go to sleep. Yeah. Ổn áp em ha. Thank you, Huey. Have a good night. And see you. Ủa, mình còn bữa nào không ha? Thứ bảy nè em nhỉ? Thứ sáu của Hiếu. Yeah. Alright. See you on your Friday. Bye bye. Thank Cảm you. Ơn em. Thank you.